bữa ấy. Bố đang bận tí nữa. Ui trời ơi. Thế mà bố bảo là coi con như bạn bè, dành nhiều thời gian cho con. À bao giờ ở đâu? Thì trên báo này. Tóm lại ông muốn gì? Con đang bí. Bí cái gì? À, nhà trường đang phát động một chương trình. Ừ. Trường nào? Trường con học. Trường con học nhưng mà là trường nào? Mẫu giáo hay là cái gì hay như thế nào? Thì trường hiện tại con đang học trường Đoàn Thị Điểm Greenfield. Greenfield. Này bố tính nhá, con nói bố mới nhớ nhá. Con học cái gì cũng có chữ, cũng có ấy nhá. Tức là trước con học mẫu giáo là gì? À, bờ trăng nhé. Đúng, rồi sau đó là mầm non B nhé. Rồi sau đó mầm non B nhé. Đúng không? Các trường Quang Trung nhé. Bây giờ lại Greenfield là địa điểm nhé. Nhưng mà trường phát động chương trình thi à? Không phải là thi mà là gọi là theo một ý nghĩa. Thì phát động, nhưng mà thế là phát động chính quy hay là phong trào? Thì chính quy là phong trào. Tại ý là phong trào nhá, là đang mùa dịch thì trường phát động cho vui để các con được join vào, để các con được nó gọi là gì, để các con tham gia thôi, để cho đỡ nhớ nhà trường thôi. Còn chính quy thì thực sự cái việc đấy nó nằm trong cái việc giáo dục của nhà trường, ví dụ thế. Thì trường con là một ngôi trường rất là oách. Thì dù là chính quy hay là phong trào thì nó cũng chỉ là một mục đích thôi. Mục đích gì? Mục đích giáo dục. Ông nói như sách ấy. Nào, ok. Theo con giáo dục là gì? Nào. Giáo dục là... Là gì? Là gì? Bố hỏi con đấy, giáo dục là gì? Là gì? Theo con đấy. Vô tư đi. À, theo con ấy. Theo con thì giáo dục là tương lai, là dạy bảo đàn em, con cháu, các kiểu các thứ. Thì đại ý là thế. Rồi, được. Thế nhưng mà là phát động là cụ thể là cái gì? Thì là nhà trường cũng gửi hết vào máy rồi. Đâu? Nội dung cuộc thi với tư cách là một công dân toàn cầu, hãy viết một bức thư ngắn bằng tiếng Anh gửi tới thị trưởng, chủ tịch của bất cứ một thành phố nào trên thế giới hoặc một thành phố xanh và chính bạn tưởng tượng ra để bày tỏ tình yêu của bạn với nơi đó. Bên cạnh đó hãy giải thích vì sao nên hướng thành phố đó trở thành một đô thị phát triển bền vững, Sustainable City. Yêu cầu nó xây dựng thảo bức thư trên các định dạng file Word, PowerPoint, hình ảnh, JPEG. Mỗi bức thư viết từ 3 đến 4 đoạn văn, thời gian vòng 1, vòng loại 15 tháng 4 đến 29 tháng 4. Bằng ấy à? Dạ. Bằng gì? Bằng tiếng Anh à? Vâng. Và ngoài bình chọn online, 16 tháng 5 đến 13 tháng 5, cơ cấu giải thưởng, top 10 thí sinh xuất sắc nhất, vinh danh người thắng cuộc, thành phố chiến thắng sẽ được đặt tên cho các tòa nhà ở trong trường. Một chuyến cắm trại gia đình Greenfield trị giá lên tới 5 triệu Việt Nam đồng. Thì viết thôi. Nhưng bằng tiếng Anh cơ. Tiếng Anh thì viết bằng tiếng Anh. Con cũng khá tiếng Anh mà. Khó gì thì lại gặp bố. Bố viết các kiểu luôn. Từ là phát âm, pronunciation. Rồi thì tiếng, rồi thì câu, sentences, hay là phrase, hay là new words, or everything. Word, yes. Thôi bố đừng phát âm tiếng Anh, nghe buồn cười. Buồn cười cái gì? Bố nói hơi bị chuẩn đấy. Word. Thì word. Word. Sao? Bố phát âm thế nào? À? Thì con hỏi bố nhé. Lúc mà con mới tập nói tiếng Việt ấy, thì con nó phát âm giùm bố. chưa, chết chưa, chết chưa. Nói tóm lại là trường là muốn các con biết bằng tiếng Anh đúng không? Vâng. Đúng không? Vâng. Tại sao lại không biết bằng tiếng Việt mà lại biết bằng tiếng Anh nhỉ? Tại vì cô nói với con là nhà trường đang dạy trở thành một công dân toàn cầu. Mà công dân toàn cầu thì phải thông thạo tiếng được dùng nhiều nhất thế giới. Thế theo con công dân toàn cầu là gì? Thì các bạn xung quanh địa cầu giống mình, thế nó mới kinh bụi. Được rồi. Rồi, nào cuộc thi là thế bây giờ con muốn hỏi bố cái gì? Thì con đang bí là không biết nên chọn thành phố nào. Thì con chọn thành phố có trường của con luôn, Đoàn Thị Điểm, Greenfield. Làm tí Eco Park đi. Nhưng mà như thế thì cũng nhiều người chọn lắm bố. Hà Nội lại là thủ đô lại càng nhiều người chọn. Quê nội đi, Việt Trì. Lại quê nội bố, cái gì cũng quê nội. Cũng phải cứ quê là tốt đâu bố. Không phải cứ quê là tốt nhưng mà thì hướng về quê cũng tốt chứ làm sao. Nhưng mà hiện tại đang... Con tự quyết định đi. Vâng, tóm lại là hôm nay bố chả giúp được gì. Ôi giời ơi. À bố ơi, con biết con nên chọn thành phố nào rồi. Thành phố nào? Thành phố Gotham. Gotham nào? Thì... của người chơi. Sao lại biết về Gotham? Tại vì người chơi ở đấy đúng là bảo vệ an toàn công lý thôi. Nhưng mà lại nhiều nhà máy quá. Thế nên là con viết bức thư gửi cho ông thị trưởng thành phố Gotham để cho khuyên ông nên trồng nhiều cây xanh hơn. Trong phim thì con chưa thấy cái cây nào cả. Toàn nhà máy đúng không? Vâng. Nhưng mà như trong phim thị trưởng là người xấu ấy. Thì con gửi thư ông tỉnh ngộ. Đúng rồi. Cái này vừa là đúng rồi, mang tính xây dựng đấy. Đúng là công dân toàn cầu ấy, cố gắng lên. Hy vọng là top 10. Top 10 là biết được gì rồi gì? Đừng top 10, top 1 thôi. Được rồi. Ok.